Thời hiện đại, hầu như ai cũng phải đối mặt với áp lực kinh tế và làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng trên thế giới vẫn tồn tại một quốc gia. Người dân nơi đây chọn nghỉ hưu ở cái tuổi sung sức nhất, 30 tuổi. Từ đó họ sẽ bắt đầu cuộc sống an nhàn, dưỡng già cho đến hết đời. Được mệnh danh là đất nước triệu voi, một đất nước nhỏ bé với những con người bình dị. Nơi người dân chọn thời điểm nghỉ ngơi ở giai đoạn còn sung sức. Người dân địa phương Lào chọn cho mình một phương thức sống độc đáo, không phải ai cũng làm được. Người dân các khu vực địa phương Lào chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Dân số nông thôn địa phương Lào chiếm tỷ lệ cao trong cả nước. Những gia đình ở đây làm việc cùng nhau. Ban đêm không cần đóng cửa, cài then. Người dân chung sống và lao động trong hòa bình. Nếu hỏi người dân nơi đây về sự hài lòng với cuộc sống này không, thì đa phần họ sẽ trả lời rằng: chúng tôi rất hài lòng. Người dân nơi đây rất ít mong muốn về cuộc sống vật chất. Chỉ cần đói có cái ăn, lạnh có cái mặc là đủ. Lào là một trong những quốc gia kém phát triển. Nhiều ngành công nghiệp và thực phẩm phụ thuộc vào việc nhập khẩu từ Trung Quốc và Thái Lan. Cho nên khi đến Lào, bạn sẽ phát hiện ra rằng hàng hóa phổ biến của Lào không hề rẻ, vì hầu hết là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Người dân địa phương của Lào không có khái niệm đầu tư. Những người làm kinh doanh ở Lào đại đa số là thương gia Trung Quốc. Các ông chủ người Trung Quốc cũng không dễ làm ăn ở Lào. Bởi lẽ người dân nơi đây không siêng năng như những người lao động ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Họ cũng không cần công việc nhiều. Chỉ khi không có tiền, họ mới chủ động đi xin việc. Sau khi kiếm được một khoản tiền, họ lại tiếp tục nghỉ ngơi. Người dân Lào đã quen với lối sống thoải mái, không áp lực. Người dân địa phương Lào luôn sống giản dị. Mỗi ngày diễn ra khá chậm. Ngày nghỉ lễ trong năm nhiều. Khi được nghỉ ngơi, họ thường ngồi lại để cùng nhâm nhi vài ly trà và nói chuyện vui vẻ. Trước khi kết hôn, người Lào làm việc một cách chăm chỉ. Sau khoảng 30 tuổi, họ lập gia đình và bắt đầu khoảng thời gian nghỉ ngơi. Người dân Lào quen với lối sống thoải mái vì nhà nước không gây áp lực cho họ về nhà cửa và giáo dục trẻ em. Lào là một quốc gia của Phật giáo Tiểu Thừa. Người dân nơi đây hầu hết đều có đức tin. Chính vì theo đuổi Phật Pháp mà họ không có nhiều ham muốn về vật chất. Ở Lào, những tổ chức tình nguyện lớn nhất là các ngôi chùa. Bởi những người có tiền như các thương gia Trung Quốc, khi muốn quyên góp sẽ đến các ngôi chùa để làm từ thiện. Đối với họ, đền chùa không chỉ là nơi thờ phụng thần Phật, mà còn là ngôi trường giáo dục con người. Những đứa trẻ không nghe lời sẽ được bố mẹ chúng gửi lên chùa để những nhà sư dạy dỗ và rèn luyện. Người dân Lào cả đời cũng sẽ đi vân du một lần để trải nghiệm, ít nhất là 3 tháng, nhiều có thể lên đến 3 năm. Cũng có các cuộc hành hương để người dân đi đến nhiều nơi làm việc tốt. Ở Luang Prabang, mỗi ngày đều có những nhóm người tập hợp lại, đi bộ qua các đường phố và ngõ nhỏ, nhận thức ăn của người dân rồi phát thức ăn cho người nghèo. Họ làm như vậy để những người nghèo trong địa phương hiểu rằng từ thiện cũng là một dạng tu luyện bản thân. Hãy cứ tận hưởng ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Người dân Lào kể cả chưa đến 30 tuổi, nếu cảm thấy mệt mỏi, họ sẽ tự cho bản thân cuộc sống an nhàn. Bởi đối với người dân nơi đây, tiền bạc không phải là tất cả. Sự trân quý bản thân mới là quan trọng nhất. Người Lào tuy không được giàu có như những nước phát triển, tuy nhiên họ luôn biết đủ và không quá truy cầu. Chính vì thế họ mới có thể sống một cuộc đời an yên thật sự. Kỳ thực vì biết đủ, biết trân quý mọi thứ mình đang có, nên người Lào mới có được hạnh phúc chân chính mà ít đất nước nào có được. Giống như Albert Einstein từng nói: tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác.